biết á là để làm món chay á thì điều gì làm khó em nhất không? À anh đoán xem, anh nghĩ chắc nêm nếm đúng không? Nêm nếm món ăn chay mà sao cho vừa ăn với tất cả mọi người thì anh nghĩ nó cực kỳ là khó, đúng không nào? Điều đó thì đúng, nhưng mà đó là lý do thứ hai thôi. Còn lý do đầu tiên á là cái khâu mà em đi chợ để em lựa chọn nguyên liệu để nấu món ăn á. Đúng rồi. Tại vì em rồi. Không có biết là lựa chọn như thế nào để cho mình tạo ra những món mới anh Vũ. Đúng rồi, vì món chay của mình cũng hạn chế về nguyên vật liệu đúng không Nam? Vậy thì anh Vũ hướng dẫn cho em thêm nhiều món ăn chay nữa đi. Chắc chắn rồi. Thưa quý vị và các bạn, đến với chương trình ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn một món ăn quen nhưng mà lạ. Anh Vũ nói nãy giờ mà em vẫn chưa biết được đó là tên của món ăn đó anh Vũ. Rất là đơn giản quý vị các bạn à, đó là món đậu hũ kia. Nguyên liệu để làm món đậu hũ kia, chúng ta cần có đậu hũ trắng 2 miếng, đậu hũ kỳ, hành bồ rô, nấm hương, nấm rơm, bông hẹ trần, bột ngũ vi hương, nước dừa, một số gia vị thông thường, bột ngọt Ajinomoto và nước tương Lisa. Trước tiên đậu hũ này anh sẽ cắt ra làm 4. Bây giờ em sẽ giúp anh chiên đậu hũ nha. Chiên cái công đoạn này anh. Rất là đơn giản. Trong khi chờ cho dầu nóng để chiên hũ thì kế tiếp hành bơ rô chúng ta sẽ cắt những lát mỏng. Nấm rơm và nấm hương chắc chắn là quý vị khán giả cũng đã quá quen với công thức để sơ chế là chúng ta sẽ ngâm trong nước vo gạo, sau đó rửa sạch và cắt gốc, đúng không anh? Đúng vậy. Và nấm rơm và nấm hương này tôi đã luộc chín. Bây giờ tôi sẽ cắt nấm rơm ra thành những miếng nhỏ. Nấm rơm sau khi chúng ta ngâm ở trong nước vo gạo, rửa sạch và trần sơ. Bây giờ tôi sẽ cắt ra làm tư. Dạ. Nấm hương này sau khi ngâm qua nước vo gạo và cũng trần sơ qua nước sôi, dạ, thì tôi cũng cắt làm tư. Giờ em chiên đậu hũ giùm anh nha. Dạ. Chúng ta cho cái thành chảo như vậy. Rồi, ngầu hương canh giùm anh nha. Dạ, để em chiên đậu hũ giùm anh chan. Em chỉ đảo nhẹ ở dưới khi mà đậu hũ cứng rồi mình mới trở. Dạ, đậu hũ vàng rồi nè anh Vũ ơi. Rồi, bây giờ em vớt ra giùm anh nha. Dạ. Đây. Em chiên đậu hũ rất là khéo ha, và ôm luôn. Đậu hũ sau khi chiên vàng xong, chúng ta sẽ cắt rạch một đường khoảng 3cm như vậy. Dạ. Chúng ta móc bỏ bớt cái ruột bên trong đậu hũ ra. Dạ. Rồi bây giờ Ngọc Hương giúp anh tán nhuyễn cái đậu hũ ra ha. Trước khi Ngọc Hương tán về anh sẽ xào nhân nấm. Dạ. Rồi bây giờ dầu đã nóng rồi anh sẽ cho vào ha. Dạ. Đó. Giờ chúng ta sẽ cho hai lọ nấm vào xào ha. Chúng ta cho nấm hương nè. Rồi nấm rơm nè. Dạ. Và anh sẽ nêm vô đây một chút Ajinomoto, chút tiêu và một chút muối. Dạ. Rồi bây giờ anh sẽ trộn đều. Bây giờ anh sẽ cho nhân nấm vào ha. Dạ. Tới khúc này em thấy lạ chưa? Cách chế biến này cũng hơi khác một chút đúng không nào? Dạ. Đậu hũ sau khi chúng ta đã nhồi nhân nấm vào, bây giờ tới một giai đoạn nữa là chúng ta sẽ cuốn đậu hũ với lại lá đậu hũ kỳ. Đây lá đậu hũ kỳ anh đã rửa qua nước lạnh. Dạ. Và cắt thành những miếng tam giác như vậy. Chúng ta sẽ cho đậu hũ vào. Cho vào giữa vậy ha anh? Đúng vậy, chúng ta gấp hai bên lại. Dạ. Sau đó chúng ta dùng cọng hẹ trần. À, đây là hẹ bông ha. Hẹ bông anh đã trần qua nước sôi rồi, anh sẽ cột lại. Đó, xong một cuốn mình làm lần lượt như vậy ha. Dạ. Chúng ta sẽ chiên áp chảo cho hũ. Chiên áp chảo thì mình sử dụng ít dầu thôi đúng không anh? Đúng vậy. Rồi, bây giờ anh sẽ cho từng cái đậu hũ vào. Chiên nhanh ha, lật dạ. qua lật lại như lật vậy. Qua, lật lại. Chúng ta chỉ chở qua như vậy cho dậy mùi thơm thôi. Dạ. Công nhận là thơm thiệt. Đúng không? Rồi, chúng ta cho lại ra dĩa. Mình khiền như thế nào ha anh? Bây giờ trước tiên anh sẽ cho vào đây khoảng một muỗng canh đường. Anh sẽ dạ. thấm caramel. Dạ. Và đây anh sẽ chuẩn bị sẵn một trái dừa xiêm. Sau khi thấy caramel chúng ta là ngả màu vàng thì chúng ta cho vào đây khoảng nửa trái dừa. Wow. Kế tiếp anh sẽ nêm vào đây một ít bột ngũ vi hương. Và anh cho vào đây 3 muỗng canh nước tương Lisa. Dạ. Anh cho vào đây một ít muối. Dạ. Một ít Ajinomoto. Dạ. Rồi sau khi chúng ta nêm thấy vừa ăn chúng ta sẽ cho những cuộn đậu hũ đã chiên vào ha. Bây giờ thì mình phải khìa trong bao lâu nữa ha anh? Cái này mình khìa rất là nhanh, khoảng chừng 10 phút là xong ngay ha.
Sau khi thấy nước thì chúng ta đã cạn sền sệt như vậy, và những cuộn đậu hũ chúng ta chuyển sang màu vàng nâu như vậy là được. Rồi bây giờ sẽ cho ra dĩa. Anh sẽ cho nước khìa vô luôn. Dạ. Nha. Và món đậu hũ khìa này chúng ta sẽ dùng kèm với lại cơm trắng và salad dưa leo, cà chua, rau thơm. Dạ. Cũng rất là hấp dẫn. Anh xin cắt thử một miếng ha, để em thử như thế nào. Đây. Thôi để em chấm thêm nước tương Lisa cho đậm đà. Rồi. Anh Vũ biết em cảm nhận như thế nào không? Em muốn ăn thêm miếng nữa chứ gì. Thưa quý vị khán giả thân mến, món đậu hũ khìa rất ngon. Đậu hũ thì béo béo, đậu hũ kia bên ngoài thì dai dai, cộng với các loại nấm thì ngọt ngọt. Và đặc biệt là mùi thơm của nước tương Lisa cũng như các gia vị đã làm cho Ngọc Hương dường như là đang thèm một chén cơm và ăn với món này đó quý vị. Đúng vậy. Hãy đừng quên đóng góp ý kiến cho chương trình Món Ngon Mỗi Ngày ở hộp thư số 1 Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, hoặc gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto 061-882-6188. Thời lượng dành cho chương trình đã hết rồi. Ngọc Hương và anh Vũ xin kính chúc quý vị một ngày thật vui vẻ cùng với những người thân yêu của mình. Hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Ajinomoto hân hạnh tài trợ chương trình này.